Đầu tháng 3 âm lịch, ba con giáp này gặp may liên tiếp, trời Phật chiếu cố, tiền tỷ cầm tay, tiêu ba đời không hết. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, dân gian xưa có câu, đời là vô thường, thế sự khó lường. Quả thực trong kiếp con người sẽ chẳng có ai đoán được ngày mai sẽ xảy ra điều gì. Cuộc sống và vạn vật xoay quanh chúng ta từng giờ, từng phút luôn biến đổi theo không gian và thời gian. Không có bất kỳ một sự vật, hiện tượng nào là tồn tại vĩnh viễn. Đó chính là vô thường. Ngày hôm nay, cuộc sống của chúng ta có thể đang vui vẻ, hạnh phúc, tiền bạc đủ đầy. Nhưng ngày mai cũng có kẻ mất trắng bởi một tai ương nào đó xảy đến. Cũng chẳng ai nghĩ ngày hôm nay mình đã khổ cực, vất vả dưới trời nắng, trời mưa, kiếm từng đồng cho gia đình. Nhưng ngày mai lại có thể nhận được tiền hay trúng số độc đắc. Cuộc sống này luôn đem đến cho chúng ta nhiều điều bất ngờ và không có gì là không thể xảy ra. Theo các chuyên gia tử vi phương Đông, dựa vào mệnh số, con giáp và ngày tháng năm sinh, cùng với sự xem xét, dịch chuyển của các sao chiếu mệnh, thì thấy rằng sẽ có 3 con giáp trong đầu tháng 3 âm lịch tới đây được rất nhiều các tinh chiếu mệnh, gặp nhiều điều may mắn, thân tài che chở, ban cho vận may bất ngờ mà còn được cả thiên địa nhân mà phất lên như diều gặp gió. Vậy xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem chương trình ngày hôm nay để biết được 3 con giáp này là con giáp nào. Và liệu rằng mình có thuộc một trong 3 con giáp may mắn này hay không? Và có những vận may nào sẽ đến với 3 con giáp này trong thời điểm đầu tháng 3 âm lịch? Ngoài ra, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi, phong thủy. Bên cạnh đó, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mùa màng âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Thứ nhất là tuổi Tý. Tháng 3 âm lịch là một khoảng thời gian cực kỳ may mắn đối với những người tuổi Tý, đặc biệt là trên phương diện học hành, sự nghiệp. Dưới sự phù trợ của tam hợp, dù làm trong lĩnh vực gì đi chăng nữa, bản mệnh cũng cảm nhận được rõ ràng sự phát triển của bản thân. Các mối quan hệ xã giao hài hòa không những giúp bản mệnh dễ dàng khắc phục khó khăn, mà còn giới thiệu cho bản mệnh những thời cơ đáng quý, giúp bản mệnh khẳng định tài năng của mình và chạm tay vào cơ hội thăng tiến. Tháng này, bản mệnh còn được cấp trên coi trọng và có thể được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, đầy tính thách thức. Đây cũng chính là thời điểm mà bản mệnh cần cố gắng hết sức mình để bứt phá vươn lên. Ngoài ra, người theo đuổi con đường học hành, nghiên cứu cũng sẽ đạt được kết quả tốt. Nhân khi đầu óc minh mẫn, tỉnh táo, tuổi Tý nên cố gắng bổ sung kiến thức, trau dồi kỹ năng cho bản thân mình. Đế vượng cũng là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy tuổi Tý có thể đạt được những thành tích đáng ngưỡng mộ. Một số người được thăng chức lên vị trí quản lý, giám đốc, nhận được sự kính trọng và khâm phục của mọi người xung quanh. Tháng này cũng là một tháng tốt đẹp với những người tuổi Tý làm lãnh đạo. Bản mệnh đưa ra những quyết sách đúng đắn, hướng tập thể đến một đích đến cụ thể, rõ ràng và đầy hứa hẹn. Bản mệnh không chỉ chinh phục được lòng tin của cấp dưới mà còn khiến những cấp trên của mình cảm thấy bất ngờ và đánh giá cao. Xem tử vi tháng 3 âm lịch còn cho thấy rằng phương diện tài lộc của những người tuổi Tý cũng có những bước tiến đáng kể nhờ có tam hợp nâng đỡ. Đây là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh mở rộng các mối quan hệ xã giao, làm thân với những khách hàng, đối tác triển vọng.
Hợp đồng được ký kết trong khoảng thời gian này ắt sẽ đem lại cho bản mệnh một nguồn thu dư giả. Bản mệnh đang có những đánh giá rất chính xác về tương lai. Chỉ cần tin tưởng vào tầm nhìn của mình và dũng cảm đưa ra quyết định, bản mệnh sẽ nhanh chóng gặt hái được những thành công ngoài mong đợi. Nguyệt lệnh đế vượng cũng đem tới cho bản mệnh nhiều dấu hiệu tích cực. Những tuổi Tý đang làm ăn kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng quy mô của mình. Có thể ban đầu bản mệnh sẽ phải tốn thêm một khoản tiền vốn, nhưng tiền lãi sau đó thu được sẽ khiến bạn trở nên dư giả, chẳng phải lo đến chuyện ăn tiêu. Còn với những người tuổi Tý đang làm công ăn lương thì trong thời gian này bản mệnh sẽ có một khoản thu nhập kha khá, tăng lên tỷ lệ thuận với những gì bản mệnh đã đóng góp cho tập thể. Bản mệnh có thể nhận được khoản tiền thưởng nóng hoặc tiền lương tăng lên do bản mệnh đã được thăng chức. Ngoài ra, phương diện tình cảm cũng như chuyển biến đáng kể, đặc biệt là đối với người tuổi Tý còn độc thân. Bản mệnh thu hút được sự chú ý của người khác giới và nhận được nhiều tin nhắn làm quen. Nếu đã sẵn sàng bước chân ra khỏi thế giới của riêng mình, hãy thử cho một vài người bạn có thiện cảm cơ hội để tìm hiểu về mình. Trong thời điểm này, người tuổi Tý cần mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm sẽ giúp bản mệnh khai thông trí tuệ, mang lại sự minh mẫn, sáng suốt trong mọi vấn đề. Từ đó sẽ giúp cho công việc hành thông, thuận lợi, thu hút tài lộc, may mắn và bình an. Đặc biệt, vật phẩm được hội tụ bởi những tinh hoa của Đức Phật cùng những tinh túy linh thiêng của đất trời, chứa đựng nguồn năng lượng tích cực, xua đuổi tà ma, vận hạn và tăng cường cát khí. Thứ hai là tuổi Mùi. Tử vi học có cho thấy tháng 3 âm lịch là một khoảng thời gian đầy triển vọng đối với người tuổi Mùi. Nhiều phương diện cuộc sống của bản mệnh có bước cải thiện lớn lao và đó chắc chắn là thành quả xứng đáng với công sức bản mệnh bỏ ra từ trước đến nay. Nguyệt lệnh lâm dưỡng đại diện cho sự phát triển, nhờ vậy mà công việc của bản mệnh cũng sẽ có những thành tích đáng mừng. Nếu như bản mệnh luôn chăm chỉ, cẩn thận trong mỗi việc mình làm thì chắc chắn bản mệnh có thể hoàn thành rất tốt công việc được giao, cho dù đó có là công việc bản mệnh được tiếp xúc lần đầu. Hãy tin tưởng vào bản thân mình và sẵn sàng chấp nhận những thách thức. Đó có thể chính là thời cơ giúp bản mệnh vươn lên một vị trí cao hơn trong tương lai. Khả năng giao tiếp giỏi cũng sẽ giúp ích cho bản mệnh rất nhiều trong quá trình xây dựng các mối quan hệ. Thậm chí có người còn may mắn gặp gỡ với quý nhân. May mắn hơn nữa, tháng này có thiên đức cát tinh nâng đỡ, nhiều mệnh chủ có thể chạm tay vào cơ hội thăng quan, tiến chức hiếm có. Đó có thể là thành công, thành quả cho công sức lao động của bản mệnh suốt bấy lâu nay, mà cũng có thể là một cơ duyên đến với bản mệnh rất bất ngờ. Phương diện tài lộc trong tháng 3 âm lịch nhờ sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó đã giúp tuổi Mùi kiếm được một nguồn lợi không nhỏ. Với những người tuổi Mùi đang làm công ăn lương thì việc tập trung vào sự nghiệp của mình, hoàn thành trọng trách mà cấp trên giao phó thì sẽ được nhận khoản tiền thưởng nóng, thậm chí còn được tăng lương. Còn với những người tuổi Mùi đang làm ăn kinh doanh thì thời điểm này mệnh chủ đã dần tự tin hơn với các quyết định của mình. Không còn chần chừ, do dự hay quá phụ thuộc vào người nào đó nữa nên không bị bỏ lỡ các thời cơ làm giàu. Thiên đức phù trợ hứa hẹn sẽ khiến cho túi tiền của mệnh chủ càng sung dính hơn. Đáng tiếc, khi sự nghiệp và tiền bạc có những bước phát triển tích cực, thì tình duyên của tuổi Mùi lại đang có dấu hiệu chứng lại. Thời điểm này, các cặp đôi thường tỏ ra lạnh lùng, hờ hững với nhau. Có lẽ vì đôi bên đều đang quá bận rộn với sự nghiệp của mình. Song dù có bận rộn đến thế nào đi nữa, bạn và người ấy cũng nên dành một khoảng thời gian trong ngày để trao đổi, trò chuyện, tâm sự mọi chuyện xảy ra trong ngày với nhau. Việc đó sẽ giúp hai bạn một ngày thấu hiểu và gắn kết với nhau hơn. Để có thể gặp được nhiều thuận lợi và may mắn, tuổi Mùi hãy luôn mang theo bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, Hợi, Mão, Mùi. Năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Mùi đại thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, từ đó giúp bạn xua đuổi những hung tinh, tà ma và những kẻ tiểu nhân ghen ghét, đồng thời đem lại tài lộc, cát lành, tăng cường vận khí,
chiêu mời quý nhân tương trợ và giúp đỡ bản mệnh phát triển sự nghiệp, việc đầu tư và kinh doanh. Thứ ba, tuổi Thân. Người tuổi Thân có thể đặt nhiều kỳ vọng vào tháng 3 âm lịch. Nhờ sự phó tá của nhiều các tinh, bản mệnh sẽ đạt được những bước tiến tốt đẹp trong sự nghiệp, trong tiền bạc và trong cả tình cảm. Tất nhiên, một phần không nhỏ thành quả có được còn là do mệnh chủ đã cố gắng không ngừng. Tam hợp đem lại tác động tích cực trong sự nghiệp của bản mệnh, cả việc học hành, thi cử lẫn công tác đều phát triển theo chiều hướng đi lên. Với đầu óc nhanh nhạy, tỉnh táo, tuổi Thân có thể tìm được phương hướng giải quyết những vấn đề tưởng chừng như đã đi vào bế tắc. Nhưng điều tuổi Thân làm được ắt hẳn sẽ gây những ấn tượng rất tốt đẹp cho người làm lãnh đạo và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Bản tính cởi mở, hòa đồng cũng góp phần nhiều giúp bản mệnh xây dựng mối quan hệ xã giao hài hòa, được nhiều người yêu mến. Phương diện tài lộc cũng có nhiều dấu hiệu khởi sắc đáng kể. Tháng này là thời điểm rất thích hợp để người làm ăn kinh doanh ký kết hợp đồng. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể tìm được những định hướng mới để phát huy thế mạnh của mình, khiến tiền lãi lời đổ vào túi một cách nhanh chóng. Nguyên lệnh trường sinh còn cho thấy bản mệnh sẽ gây thiện cảm đối với mọi người xung quanh, có thể tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, khiến việc làm ăn phát triển thuận lợi. Đặc biệt là các tinh hữu bận cũng đem lại ít nhiều may mắn trong việc làm ăn cho bản mệnh. Nhiều khi tuổi Thân tưởng mình phải đối diện với khó khăn, song quý nhân sẽ nhanh chóng xuất hiện giúp bản mệnh tháo gỡ các vấn đề. Ngoài ra, ngũ hành tương sinh đem lại tác động tích cực cho vận trình tình cảm của những mệnh chủ vẫn còn độc thân. Các mệnh chủ có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng. Chỉ cần mở lòng mình và cho đôi bên cơ hội, hai người có thể nhanh chóng đi tới quyết định đến với nhau. Bầu không khí trong nhà cũng khá vui vẻ và đầm ấm, bởi những mệnh chủ đã lập gia đình biết tôn trọng và yêu thương nửa kia, cũng như các thành viên khác. Bởi gia đình là động lực để bản mệnh cố gắng mỗi ngày. Để kích hoạt vận khí cát lành, thúc đẩy công việc hanh thông, sự nghiệp tiến triển tốt, tuổi Thân cần sử dụng pháp khí phong thủy nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp xua đuổi những hung tinh và vận hạn luôn rình rập ở xung quanh. Từ đó pháp khí sẽ tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, khi mang pháp khí bên mình sẽ như một tấm bùa hộ thân, bảo vệ và tương trợ bản mệnh phát triển mọi khía cạnh trong năm Tân Sửu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn vào tín hiệu chuông để nhận được những thông báo mới nhất của kênh, không bỏ lỡ qua bất kỳ video và thông tin nào từ chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.